Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Rudiger có động thái sẵn sàng gia nhập Man United. MU dùng hồ sơ mật chọn người thay Rangnick. MU đã có quyết định dành cho Declan Rice 150 triệu và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Bước ngoặt xuất hiện, Rudiger có động thái sẵn sàng gia nhập Man United. Man United phòng ngự tương đối kém hiệu quả trong cả mùa giải, để thủng lưới 40 bàn sau 29 trận. Harry Maguire thường xuyên mắc sai lầm dù có đá cặp với Raphael Varane hay Victor Lindelof đi chăng nữa. Đó là lý do Harry Rangnick tham vọng mang về cho Man United một trung vệ mới. Theo Daily Mail, Man United tăng cường sự quan tâm đến Antonio Rudiger. Đáng chú ý, Rudiger chưa đạt được thỏa thuận hợp đồng với Chelsea. Mọi thứ tiến triển theo chiều hướng có lợi cho Quỷ Đỏ khi Chelsea đang nhận lệnh trừng phạt. Theo đó, chính phủ Anh đóng băng tài sản của Roman Abramovich. Điều này đồng nghĩa Chelsea không được phép mua bán cầu thủ cũng như gia hạn hợp đồng với Rudiger. Đó là cơ hội rất tốt để Man United tiếp cận Rudiger. Mới nhất, ký giả Christian Falk của Đức tiết lộ Rudiger muốn nói chuyện với huấn luyện viên mới của Man United trước khi đưa ra quyết định liệu việc chuyển đến Old Trafford có thực sự phù hợp hay không. Tuy nhiên, Rudiger có thể phải đợi thêm một thời gian nữa bởi Quỷ Đỏ vẫn chưa chốt huấn luyện viên mới. Nhiều nguồn tin cho hay Erik ten Hag là ứng cử viên số 1. Trên hết, việc Rudiger mở lời với Man United là động thái cho thấy anh sẵn sàng gia nhập đội bóng này. MU dùng hồ sơ mật chọn người thay Rangnick. Việc liên tục thay tướng nhưng thành tích MU vẫn tậm tịt khiến lãnh đạo MU cảm thấy cần phải kỹ càng trong việc tuyển chọn huấn luyện viên trưởng kế tiếp thay Rangnick vào cuối mùa. MU đặt mục tiêu vào cuối tháng 3 sẽ hoàn tất công việc quan trọng, đó là tìm ra thầy mới cho Rondo và đồng đội trong mùa giải tiếp theo. Theo tiết lộ của The Sun, lãnh đạo MU đã dùng hồ sơ mật mà họ lập ra để về các ứng cử viên để đưa lên bàn cân tìm ra người giỏi và phù hợp nhất ở Old Trafford. Điều này bao gồm thực hiện kiểm tra lý lịch toàn diện các ứng viên tiềm năng thay Rangnick. Với các đánh giá này, Erik ten Hag hiện đang dẫn dắt Ajax, chiếm ưu thế trở thành tân thuyền trưởng MU so với Pochettino. Theo tờ The Times, nhà cầm quân 52 tuổi gây ấn tượng trong cuộc trả lời phỏng vấn với MU và được cho phù hợp với cấu trúc của câu lạc bộ. MU đã có quyết định dành cho Declan Rice 150 triệu bảng. Nếu muốn ký hợp đồng với Declan Rice, Man United sẽ phải trả cho West Ham số tiền lên tới 150 triệu bảng. Tờ The Mail cho rằng The Hammers đã sẵn sàng bán đi ngôi sao của họ nhưng yêu cầu một mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Man United từ lâu đã dành sự ngưỡng mộ cho Rice và trong một mùa hè mà hàng tiền vệ có thể sẽ trải qua một cuộc biến động lớn. Đội chủ sân Old Trafford rất muốn chiêu mộ số 41 của West Ham. Nhưng nếu Quỷ Đỏ đồng ý chi 150 triệu bảng, họ sẽ tự tay xóa sổ toàn bộ ngân sách chuyển nhượng mùa hè. Man United cần một cuộc đại tu ở nhiều vị trí mà không thể phủ nhận Rice sẽ cải thiện đáng kể hàng tiền vệ. Nhưng việc vung ra 150 triệu bảng là hành động điên rồ. Chữ ký của Rice sẽ không giúp Man United ngay lập tức tiến gần tới vị thế của Chelsea, Liverpool và Man City. Mặt khác, với sự không chắc chắn về quyền sở hữu của Chelsea, Quỷ Đỏ có thể chờ đợi một thương vụ dễ thở hơn. Hợp đồng của Rice có thời hạn đến năm 2024 và bố tạ có tùy chọn gia hạn thêm một năm. Nếu là đội duy nhất chiêu mộ Rice vào mùa hè này, Man United có thể có cơ hội để yêu cầu West Ham giảm giá, nhưng điều này cũng khó thành hiện thực. Quyết định khôn ngoan mà Man United có thể đưa ra là tìm hiểu các lựa chọn khác ở hàng tiền vệ. Bởi lẽ họ cần biết rằng hợp đồng của Rice không còn nhiều thời gian và kết quả là West Ham sẽ phải tự động giảm giá bán. Và trên hết, nếu có bất kỳ đội bóng nào sẵn sàng trả 150 triệu bảng cho Rice sau mùa giải này thì Man United không cần hoảng loạn. Hãy để mọi chuyện xảy ra và chắc chắn đó không phải là lời đề nghị từ phía Man United. 150 triệu bảng cho Rice là một thương vụ quá đắt đỏ và nhiều rủi ro. Bruno Fernandes đồng ý gia hạn với MU. Thông tin rất vui dành cho các fan MU khi trụ cột đội bóng Bruno Fernandes đã đồng ý gia hạn với câu lạc bộ. Mức lương cùng thời gian ra thông báo chính thức mới đây cũng đã được bật mí. Theo thỏa thuận ban đầu, hợp đồng giữa Bruno Fernandes và MU vẫn còn thời hạn tới tháng 6 năm 2024. Song mới nhất, đội bóng thành Manchester đã có những động thái nhằm gia hạn với ngôi sao này. Rất nhanh chóng, đôi bên đã tìm được tiếng nói chung. Cụ thể, theo nguồn tin của tờ Telegraph của Anh, cả MU lẫn Bruno Fernandes đều có những trao đổi rất tích cực với chuyện tương lai từ tuần trước. Mọi thỏa thuận gần như đã được đôi bên thông qua. Bruno Fernandes đồng ý cam kết tương lai cùng đội bóng. Theo đó, anh sẽ ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới tháng 6 năm 2027 với Quỷ Đỏ thành Manchester.
Sau khi gia hạn cùng câu lạc bộ, mức lương mà tiền vệ này nhận được cũng được tăng lên gấp đôi so với hiện tại. Anh sẽ nhận khoản thu nhập là 240.000 bảng trên một tuần, thay vì con số 100.000 bảng trên một tuần suốt hơn 2 năm qua. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những màn trình diễn thuyết phục mà Bruno Fernandes đã thể hiện kể từ khi gia nhập sân Old Trafford. Ngoài ra, cũng theo tiết lộ từ tờ Telegraph, MU sẽ chính thức thông báo về việc gia hạn với Bruno Fernandes sau khi cầu thủ này trở về từ nghĩa vụ đội tuyển quốc gia. Điều ấy có nghĩa, ngay đầu tháng 4 tới, Quỷ Đỏ sẽ xác nhận việc cam kết tương lai cùng ngôi sao Bồ Đào Nha. Đội hình MU mùa tới, chỉ hai cái tên chắc suất. Đến lúc phải xây lại từ đầu và MU còn một khối lượng công việc rất lớn ở phía trước. Thay vì một vài điều chỉnh nhỏ lẻ, Quỷ Đỏ cần có một cuộc đại tu lớn và điều này đồng nghĩa với việc họ phải thẳng tay thanh trừng lực lượng. Còn quá sớm để dự đoán chính xác đội hình xuất phát của MU mùa giải tới, vì đơn giản là có quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời ở thời điểm này. Vì vậy, hãy nhìn theo cách khác. MU chi số tiền lớn cho Jadon Sancho và trong vài tháng qua, anh có màn trình diễn ấn tượng. Mới 21 tuổi, Sancho là một tài năng thú vị, chưa phát huy hết tiềm năng, và anh là một cầu thủ mà Man United có thể xây dựng lối chơi xung quanh. Sancho chắc chắn đá chính mùa giải tới và khả năng chơi ở cả hai cánh của cựu sao Dortmund mang lại cho câu lạc bộ sự linh hoạt trong việc lựa chọn cầu thủ ở phía đối diện trên hàng công. Với Raphael Varane, đây có lẽ là trung vệ duy nhất của MU có thể tin tưởng. Quan trọng, Quỷ Đỏ phải tìm được đối tác ăn ý cho Varane. Đó không phải là Harry Maguire và khả năng sẽ có một tân binh cập bến Old Trafford. Có hai vị trí khác mà câu trả lời chỉ là có thể, đó là David De Gea và Bruno Fernandes. Mọi chuyện còn phụ thuộc vào huấn luyện viên mới. De Gea là một thủ môn xuất sắc nhưng có nhiều mặt hạn chế. Theo FB Rep, De Gea xếp thứ 19/20 về số đường truyền thành công ở khoảng cách từ 35m trở lên tại ngoại hạng Anh mùa này và thứ 20 về số pha phất bóng thực hiện được chỉ với 7 lần trong cả mùa giải. Anh cũng đứng thứ 2 về số lần thực hiện thành công các pha cản phá ngoài vòng cấm. Hay nói cách khác, De Gea khá thụ động. Man United cần một số 10 phù hợp để đi đúng hướng khi Fernandes thường đá không ổn định. Có hàng tá cầu thủ tấn công đủ khả năng thay thế và làm tốt hơn Fernandes về mặt lối chơi, nhất là bản hợp đồng tiềm năng Christopher Nkunku. Ở những nơi khác có ít tranh cãi hơn, Man United cần một trung vệ mới và cả vị trí hậu vệ cánh đều chưa không tốt. Hàng tiền vệ từ lâu đã là vấn đề của Man United và John Garner có thể sẽ trở lại. Paul Pogba và Nemanja Matic khả năng sẽ ra đi. MU cần một tiền đạo trẻ, bất kể Cristiano Ronaldo có ở lại. Anthony Elanga và Mark Rashford có thể phải cạnh tranh suất đá chính với việc Anthony của Ajax đang được Man United quan tâm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.